Chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ cách làm chả chay đây cả nhà ơi. Cơm nguội cái mình nêm vào hạt nêm chay và tiêu và một tí đường. Mình cho thêm vào một bịch bột chiên giòn nha cả nhà. Mình trộn tất cả nguyên liệu lên cho đều nè. Thì theo gia đình của mình làm nhiều hay làm ít thì cả nhà nêm nếm cho vừa ăn nha. Tất cả nguyên liệu đều thì mình cho vào có xay sinh tố, xay cho nhuyễn nha cả nhà. Mình cho vào thêm một tí nước nữa nè. Mình xay càng mịn á thì chả mình nó càng dẻo nha cả nhà, càng dai. Mình cho vào hai quả hột gà. Mình trộn đều nha cả nhà. Rồi mình bắt chảo dầu lên chiên nè. Chiên cho vàng đều mặt nha cả nhà. Chả này mình làm được nhiều món ăn lắm cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình mình nha.